Rồi, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ha. Thì hôm nay rất là vui gặp lại mọi người. Hôm nay mình lên một cây mai bonsai cúc hoa hồng để được phục vụ tất cả mọi người ha. Thì cây này nó có ba gọng rễ xuống và cũng khá là già. Đặc biệt đây là những cái u nằm xuống thì nó là thì mình sẽ tiến hành mình quay để cận cảnh để cho mọi người xem ha. Thì cây mai này cúc hoa hồng ha. Rồi Tết là ok nha mọi người, nó cái chậu này là cái chậu tầm cũng khoảng 25, chậu 25 cao cũng khoảng tầm 18. Đó, chậu men ha. Chậu men rất là đẹp ha. Đó, ba cũng gãy xuống mọi người nhìn nó rất là đẹp ha. Đó, rồi thì cái chiều cao của cây này á, thì cũng khoảng tầm 20-40, cũng khoảng tầm 60 thôi, nếu mà dựng lên còn nếu mà đá cái ngọn xuống thì cũng khoảng tầm 50 ha. Đó, thì cái nhánh này là cái nhánh chính của nó nè, nhánh đầu tiên cũng khoảng tầm 40. Đó, thì đó là một số cái thông số mà mình gửi lại, thì cái rễ nó cao cũng khoảng tầm 17 nha mọi người, ba cọng rất là to nè. Đó, thì mình sẽ quay hành quay cận cảnh cho mọi người xem. Ở đây là cái mai quay mà cận cho mọi người xem ha. Đó, đây cái phần ở đây nó đây này lâu chặt từ chậu cũng lâu rồi ha. Rồi mọi người, thì đây là cái phần rễ mà quay mà cận cảnh cho mọi người xem đây nè, những cọng rễ rất là to và rất là già nè, thấy không? Đó, ba cọng nu nàng nè, đó cục ha, hoành thì ở đây nếu mà đo ở dưới đây thì cũng khoảng tầm 10 thôi, nhưng mà cũ này thì nó rất là to nha. Đó. Rồi mọi người, thì đó là một số cái thông số mình gửi đến cho mọi người ha. Qua vài vòng nữa thì kết thúc video ha. Nhìn ra đây thì nó chung rất là rõ. Rồi cuối lời con Nguyên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả mọi người ha. Thì do công việc nên cũng chậm video để phục vụ cả mọi người. Sớm sẽ trở lại và cũng như là phục vụ cho cả mọi người, cũng như chia sẻ những cái video về cái vấn đề chăm sóc cây mai được một cách nhiều hơn nữa ha. Rồi mọi người xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, hẹn gặp lại ha.